Lời đầu tiên, Minh Hoàng gửi lời chào trân trọng đến quý vị và các bạn thân mến. Dạ, Minh Hoàng chào Em con xin kính chào quý ông bà, cô chú và các anh chị cộng đồng mạng trên toàn cầu. Con xin chúc quý ông bà, cô chú và các anh chị được khỏe, hạnh phúc và bình an. Anh xin chào chương trình của Minh. Hôm nay được Minh Hoàng cho phép lên chương trình. Anh rất hân hạnh được lên chương trình của Minh Hoàng. Và những cái khiếu nại hoặc những cái lời nói anh hoàn toàn chịu trách nhiệm. Anh tên là Bùi Văn Tới trong giấy tờ, nhưng mà tên tự gọi là Bùi Văn Tân, sinh năm 1961. Gia đình anh thì ngày xưa thì ở dưới Mỹ Thuận, rồi sau lên thành phố Sài Gòn. Sau giải phóng thì giờ gia đình anh về ở tại thành phố Ban Mỹ Thuận. anh Và là ở Bùi anh là Bùi Văn Tân. Anh sinh năm 1961. Quê gốc của anh là Mỹ Thuận. Hiện nay là anh sinh sống ở Buôn Mê Thuột ha. Rồi, bây giờ là để em hỏi lại cái anh vừa nói ha, là anh Tân nè, anh có đồng ý cho phép Minh Hoàng sử dụng hình ảnh của anh đăng lên mạng xã hội không anh? Dạ, em đồng ý cho anh Hoàng đăng lên mạng xã hội và Rồi, em. rồi để em hỏi nha, mọi khiếu nại sau này của gia đình cũng như bản thân anh Tân yêu cầu Minh Hoàng tháo gỡ bỏ video là không được ha. Dạ, em đồng ý. Anh Tân phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước lời nói của mình ha. Chịu hoàn toàn lời nói của em. Rồi anh Tân nè, hiện nay tình trạng hôn nhân của anh như thế nào anh? Hôn nhân của anh thì anh mới ly hôn năm 2000, tháng 4 năm 2024. Là mới đây thôi anh hả? Mới chuyển giấy qua cho em á, thì mới đây, mới trong tháng này luôn. Anh chị được bao nhiêu người con anh Tân? Anh được 5 người con, mà nói chung bây giờ thì có công việc hết rồi. Út của anh thì cũng 30 tuổi rồi, cho nên là mọi chuyện thì bây giờ anh cũng không phải lo cái gì nhiều nữa. Bây giờ anh Anh được bao nhiêu trai bao nhiêu gái anh Tân? ba trai hai gái. Rồi hiện nay anh Tân ở Buôn Ma Thuột là nhà của anh luôn hả anh? Dạ, anh ở nhà của anh. Bây giờ anh đang ở đây là nhà nội. Nhà của ba của mẹ anh ha. Ba mẹ thì mất hết rồi, nói chung là cái nhà từ đường á. Tại hôm nay anh xuống dưới này anh cắt nhà với anh quay phim á. Chứ còn trên thành phố nó cũng cách đây một cây số. Anh ở Buôn Mê Thuột hiện nay anh Tân làm công việc gì anh? Dạ, ngày xưa thì em làm cũng nhiều nghề lắm, nhưng mà nghề chính của anh bây giờ thì bây giờ anh cũng nghỉ rồi, anh là nghề nghiệp lái xe. Xưa thì anh cũng có làm cà phê xuất khẩu, rồi anh mở gara sửa chữa xe thì cơ khí. Còn hiện tại bây giờ thì anh lái xe, nhưng mà anh cũng đã nghỉ cũng mấy năm nay rồi, từ hồi dịch Covid giờ là anh nghỉ ngơi thôi. Vậy là chung quy bây giờ anh Tân không có làm công việc gì ha. Hiện tại thì em chưa có làm công việc gì. Em định kết nối thì lúc đó em mới tính tiếp. Rồi từ dịch Covid tới nay anh Tân không có làm gì, mình cái nguồn thu nhập từ đâu để mình xài anh Tân? Nói chung thì em cũng có đi làm cơ khí sửa chữa cho gia đình, cho bạn bè thôi. Còn công việc mình ăn thì em nói chung cũng có tạm đủ, là mình cũng có chút đỉnh. Với em có cho thuê một căn nhà đó ở thành phố đó, nói chung mình sống cũng tạm tạm ổn. Anh Tân, anh nói chuyện anh ngó thẳng vào màn hình ha, cho nó đẹp ha.
để khán giả đỡ phải nói tới mình ha. Anh cũng có căn nhà cho thuê ngoài thành phố Buôn Ma Thuột ha. Dạ, cũng có căn nhà Mình cho thuê đỡ không anh? thì cũng tạm tạm ăn chắc cũng được 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 20 triệu một tháng không? được ăn. Rồi anh ở Buôn Ma Thuột, ngoài những cái nhà cho thuê rồi anh có trồng rẫy gì Dạ không, xưa có mà sau lớn không làm được, em cũng bán hết rồi, không? không có làm. Hồi nãy anh Tân nói anh sinh năm mấy? 1961 À, năm nay anh 63 tuổi ha. Anh lớn hơn Minh Hoàng à, anh gọi em Út thôi nha. Trước kia là anh cũng có mở garage sửa xe ô tô nữa hả? dạ có em sửa mở sửa rồi, nhưng mà cái nghề em yêu nghề là nghề lái xe, có nghĩa là mở ở nhà này cho lính thầy thợ nó làm, mình chỉ cho nó làm hết rồi mình lại đi đi rồi lại về. Anh có biết sửa ô tô Dạ cũng biết nha, tại vì làm nghề đó mà cũng không? cơ khí. Cái nghề đó thì cũng phát triển được lắm mà tại sao anh không làm nữa anh Tân? Dạ bây giờ mình lớn tuổi rồi, con nó làm anh, bây giờ em nghỉ ngơi thôi chứ giờ làm gì nữa không. Bây giờ cái cơ sở đó anh giao lại cho con anh làm hả? Con nó làm mấy cái không, cái cơ sở chỗ đó thì không làm nữa, nhưng mà con nó mở 3 4 cơ sở chỗ khác cũng gần đó. Cũng garage xe luôn hả? Còn nhà đó thì bây giờ cho mướn thôi. Anh có thể cho mọi người biết chút xíu vì sao mà anh với chị có 5 đứa con rồi mà chia tay không? À thì nói chung thì nó cũng 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 bất đồng trong hôn nhân đó, nhiều lúc nó cũng không có được theo ý muốn đó, anh phải ly hôn thôi, tuy vậy mỗi cảnh cũng khó khó nói được. Anh ly thân ra lâu chưa anh Tân? Dạ cũng được 2 năm mà. Rồi các con cái chia tay hiện nay anh ở trên Buôn Ma Thuột anh có sống chung với người con nào không? Dạ thì cũng có sống, hiện tại thì cũng đang sống chung với con. Còn chị thì đi hả? Không, chị cũng ở đó với con. Ồ, ở chia tay rồi mà vẫn ở chung nhà sao? Thì tại vì nó hai nhà đó. Hai nhà hả? Anh ở một căn, chị ở một căn hả? Ly hôn nhưng mà con cái rồi mình vẫn đi bình thường chứ đâu có cái vấn Không, đề gì. ý em nói đó, em hỏi đó, anh với chị ở mỗi người một căn nhà hay là sao? Dạ thì là ly hôn đây mà nên hỏi. Rồi anh Tân nè, anh cao bao nhiêu? Thấy anh cũng khá cao à hả? Dạ ngày xưa thì sẽ cũng không để ý lắm, mà ngày xưa thì mét 71 72 gì đó. Thấy anh cũng khá là cao. Anh cân nặng được bao nhiêu anh Tân? À, cũng 65 66 kg Rồi bây giờ nhàn rỗi nè, anh Tân có đi tìm cái niềm vui gì để mình xả stress hay giải trí gì không? thôi. Dạ cũng 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 không có cái gì này. Giải trí mà xả stress không thì Ở Buôn Ma Thuột nó cũng có nhiều cái điểm vui chơi mà. cũng có, nhưng mà tại vì nó cũng buồn buồn lòng đấy, cũng không đi gì lắm. Còn nói chung mà giao lưu anh em bạn bè thì thỉnh thoảng thì cũng đi, Anh còn trước có thích ca hát không? dạ thì cũng lâu lâu mà bạn bè họp lớp nhau lại thì cũng hát sơ sơ vậy thôi. Anh có biết cái bài
trên ban mê thuộc của anh không? Ly cà phê ban mê. Dạ cũng không có, không có rành lắm rồi. À. Nghe anh cũng nhớ lắm. Anh ở gần nữ ca sĩ Si Black ha. Không, Si Black thì ở Gia Lai, nhưng mà cũng có ở trên Đắk Lắk. Ừ. Anh có thường hay bia rượu không anh Tân? Dạ có nha. Bia rượu thuốc lá thì có, nhưng mà có là có đi ngoại giao giao lưu thôi, chứ em không có uống hàng ngày. Có nghĩa là mình ngoại giao trong công việc đó. Ừ. Thì làm, nói chung ngoại giao ra tiền thì em làm, chứ còn mà xa đọa là không có. Tại vì ngày xưa thì cũng gia đình làm cà phê xuất nhập khẩu đó, cho nên là cũng đi giao lưu, mà mình bắt buộc thì là biết, chứ còn nếu không có thì lúc cũng khó lắm anh Hoàng ơi. Anh Tân cũng nhiều nghề quá ha. Dạ thì nói chung với bạn cái nghề, nhưng mà cái nghề mà nó yêu nhất là có mở gara vậy, chứ mà cũng chỉ cho lính xong rồi cũng đi lái xe, cũng yêu. Ồ. Cái nghề, cho nên là cũng chạy xe cũng mấy chục năm rồi. Ủa sao là cái nghề lái xe nó đâu có cái gì nó rất là mệt mỏi luôn, mà tại sao anh lại đam mê dữ vậy mà cái garage bỏ luôn? Dạ đúng, không không em không bỏ, ở để ở nhà làm chứ không không có bỏ. Có nghĩa là cái yêu nghề đó anh Hoàng, là cái tính em thì thích đi khám phá, biết đây biết đó đó. Cũng đi nước này nước nọ đó. Ngày xưa thì hồi mới học lái xe thì chạy xe nhỏ, rồi sau này bắt đầu mình nâng cấp dần, là em đi Lào, Campuchia, đi Trung Quốc, em chạy công lạnh đó. Ồ, chạy xe container luôn hả? Em hết hết bằng, nói chung là hết hết không còn bằng. Minh Hoàng nhỏ hơn anh, đừng có kêu bằng, đừng có xưng em với Minh Hoàng nữa. Dạ dạ, quen ra đúng rồi. Rồi anh lái xe qua Lào, Campuchia luôn, rồi qua Trung Quốc luôn hả? À, anh chạy công lạnh thì cũng lấy trái cây với mực, cái thanh long rồi thì cũng đi. Rồi lấy lấy container nhiều tiền lắm đó anh Tân. Dạ thì nói chung thì cũng mình đi biết đó biết đây, cũng tạm giao lưu vậy thôi, chứ còn thì đồng ý là nói chung trong cái nghề lái xe thì lái cái đó thì nó nhiều tiền nhất, mà nó nhàn nhất, cái không có nặng như là chạy khách. Anh Tân, anh xem chương trình Mảnh Ghép Yêu Thương lâu chưa? Dạ em cũng xem của anh cũng lâu rồi đó, từ hồi mới anh còn làm ở quán. Ừ. Dạ thì nói chung thì buồn buồn thì cũng hay mở lên coi rồi đó, cũng coi thì thấy cái chương trình của anh, em nói thật lòng xin lỗi anh Hoàng, đừng buồn nha. Rồi. Em mới lần đầu tiên em mở ra thì em cũng hơi bị chối mấy cái câu đầu đó, tại vì tính anh hay nói thật, mà em thấy ngẫm nghĩ là nếu ai hiểu được thì mới thương anh được, tại vì anh muốn tốt cho mọi người. Và cái câu nói người ta nói thì nó hơi dễ mất lòng đó. Cho nên thấy là cái chương trình của anh là anh giúp cho mọi người nó đúng bằng cái tâm luôn, chứ không có lấy lòng người ta làm cho nó xong. Thế em rất nể và tôn trọng anh là cái điều đó. Rồi, cảm ơn anh. Rồi hôm nay anh mạnh dạn quyết định gọi đến cho chương trình. À, anh muốn Mảnh Ghép Yêu Thương giúp gì cho anh nè? Dạ thì trước tiên em sẽ trình bày cái điểm mạnh điểm yếu của em trước nha. Rồi. Bản tính em thì có hòa đồng vui vẻ, còn cái yếu làm ham làm quá, trong công việc nhiều khi làm quá mà quên ăn á, trên lính đệ tử nhiều khi nó cũng hơi buồn. Tính làm hết mình, hết cái sức của mình, chứ không có thích làm mẫu cho người ta. À. Nhiều khi là lính cũng phiền, nó theo mình không nổi. Em làm là từ sáng tới tối em mới ăn cơm, chưa dậy phụ xe là phải lo mua bánh mì, chứ em không ghé quá. Nên là nhiều khi cũng phiền lòng người ta. Rồi
cái điểm yếu nữa thì cũng sống tình cảm, mà đôi khi tình cảm thì lại mất bạn bè, mà bây giờ thì em cũng khắc phục được nhiều rồi. Rồi, cái đó là điểm mạnh, điểm yếu. Rồi hôm nay nè, anh muốn chương trình mảnh ghép yêu thương giúp anh tìm một nửa mảnh ghép còn lại để cùng anh đi tiếp trên cái con đường còn lại, đúng không anh Tân? Dạ đúng rồi anh. Rồi bây giờ anh muốn tìm cái mẫu người phụ nữ như thế nào mới hợp với cuộc sống của anh? Em mong mong gặp được một người ăn nói nhỏ nhẹ nhẹ nhàng, tâm phúc hậu, và em thích nhất là người hiếu thảo cùng với ông bà cha mẹ, có điều đó là muốn. Rồi công ăn việc làm của chị đó thì như thế nào? Em nghĩ thì tới tuổi này thì em cũng không quan trọng điều đó lắm đâu, quan trọng là cái hợp nhau đó, có thương yêu nhau mà có thông cảm với nhau, điều đó mới là điều chính, chứ còn những điều khác thì cũng không quan trọng lắm. Anh có cần chị đó phải có nhà không? Dạ cũng không anh, mà vùng miền thì em cũng không, Lào Campuchia gì cũng được, quan trọng nhất là nhau thôi. Rồi bây giờ cái quan trọng nhất là cái độ tuổi nè, từ khoảng bao nhiêu? Dạ độ tuổi em cũng không quan trọng luôn, miễn là mình không có vi phạm pháp luật và đạo đức là được. Không anh, cái độ tuổi nói không quan trọng. Thí dụ như bây giờ Minh Hoàng đưa ra một cái thí dụ vui thôi ha. Thí dụ như bây giờ hiện nay là anh 63, nếu cái cô nào 73 rồi, lúc đó anh có đồng ý Tính là ok không? 80. Không, cái đó nó khập khiễng với anh, không được. Anh mình phải bây giờ anh phải đưa ra cái độ tuổi cho nó hợp lý chút xíu nè. Em xin lỗi anh Hoàng, cái này cái bản tính em á, thì có nghĩa là em chơi với anh em nhiều khi lớn tuổi 8 90 tuổi cũng có, bắt em kêu làm ăn, mà em cũng có bạn mười mấy tuổi cũng có, Không, cho nên cái đó như thế này nè anh Tân, cái người bạn để mình chơi ha, mình uống cà phê, mình tâm sự, thì cái chuyện đó nó không có nhất thiết là phải cao tuổi hay là trẻ tuổi. Nhưng mà cái vấn đề này là cái vấn đề trong cái vấn đề tình yêu, cái vấn đề hôn nhân thì nó phải cần có độ tuổi chứ anh. Bây em giờ nghĩ anh cho cái độ tuổi nhất định là bây giờ anh 63 tuổi, anh kiếm từ khoảng mấy cho tới khoảng mấy? Mình nói chuyện nó phải rõ ràng chút anh, chứ mình không có mập mờ được. nghĩ thì tính tình thôi, chứ còn em cũng bây giờ nó chọn tuổi, em cũng chọn nếu mà bây giờ người bằng tuổi em hay dưới tuổi nhưng mà nó không hợp em cũng không thích, mà đụng người lớn tuổi thì em hợp tính em vẫn thích, Bây hoặc là đụng giờ anh cứ nghĩ đi, thí dụ như thì em Minh Hoàng thí dụ như vậy thôi, chứ cái người người ta lớn tuổi hơn anh nhiều thì người ta cũng không có dám mà nghĩ tới anh đâu, tại vì người ta cũng sợ bị dư luận ha. Còn anh phải cho cái số liệu, thí dụ như bây giờ anh ra số liệu từ 55 tới 60 hay là 55 tới 65, thí dụ như vậy, nó phải có cái mức độ của nó chứ anh. Như mình không có nói mà chung chung, mình nói mình cần cái sự yêu thương chân thật, rồi có đạo đức, rồi biết hiếu thảo. Cái đó thì nhiều khi các cô cũng khó kết nối với anh lắm, họ đâu có biết ở cái độ tuổi nào anh cần. Em cũng không biết chọn độ tuổi anh. Bây giờ mình phải đưa ra cho anh cái độ tuổi từ 55 tới 65 được không? À, cũng được, nếu anh Hoàng cảm thấy được thì nhờ anh Hoàng luôn. Rồi bây giờ đúc kết là một câu là anh xem trên kênh Mảnh Ghép Yêu Thương cũng khá là lâu rồi, anh có ấn tượng cô nào chưa nè? Dạ hôm nay em mới bày tỏ bản thân thôi, thì em lên trên đó em thấy mỗi người nó đều cũng có một cái tính cách, mỗi người cũng có hay, thì em coi cũng quý trọng. Em cũng chưa có muốn chọn một ai đó, cho nên em muốn là để lên chương trình cái đá, rồi nếu
em nào mà cảm thấy mà hợp thì lúc đó mình kết nối. Anh ta là anh 63 tuổi rồi nhưng mà nhìn anh cũng còn rất là trẻ ha. Nhìn cũng tưởng đâu khoảng chừng 57 58 thôi á. Dạ chắc cũng có nhiều người lộn như vậy lắm anh Hoàng, tại vì bản tính mình sống nó vui vẻ vô tư á, giống như em nói với anh Hoàng là em được nhiều khi em vô nhà là bố mẹ kêu mình bằng chú nhưng mà riêng con thì lại kêu bằng anh Tân. À, mỗi người nó có cái bản tính á, vô nhà là bố mẹ kêu bằng chú không mà con thì thích chơi với anh Tân thôi, Tóc anh có nhuộm không? cũng vui vui. Dạ Tóc anh có nhuộm không? dạ nó cũng có sơ sơ anh, nó sơ sơ một tí bên mai mà tôi chưa chưa có được nhiều lắm. Rồi, chung quy lại là hôm nay anh Tân muốn lên bày tỏ bản thân của mình thôi ha. Tìm một cái người phụ nữ nó thích hợp với cuộc sống của anh là sống con người phải biết chuyện ha, sống có hiếu thảo với ông bà cha mẹ, nói chuyện nhỏ nhẹ nè. Còn những cái khác thì anh cũng không có quan trọng lắm ha. Và cái điều mà em mong cái bản tính thích của em á là em thích có một người nó có cái đồng cảm là em thích đi du lịch. Mong gặp có người đồng cảm đó Thích là đi du lịch. dạ thì bây giờ mình nghĩ là mình làm nhiều rồi thì bây giờ mong có một người đồng cái sở thích với mình thì nó phù hợp hơn. Thì mình thích bây giờ nó còn có sức khỏe thì thích đi châu Âu một chuyến, ít nhất là một chuyến, còn đi du lịch Việt Nam này thì nó quá dễ rồi. Anh muốn đi du lịch châu Âu hả? Mong muốn đi qua bên đó tại vì bên đó cũng có anh trai ở bên đó mà xưa nay thì mình đi lái xe mình công việc mình không có thời gian đi thì bây giờ mình nghĩ thì gia đình thì nó cũng hôn nhân nó cũng bị thương tích cho nên bây giờ mình muốn kiếm được một người bạn rồi thì mình nắm tay tung tăng mình đi với nhau sống với nhau như vậy cho nó vui Đi vẻ. châu Âu một mình anh đã khó rồi đó, tốn rất là nhiều tiền rồi đó. Mà bây giờ anh muốn kiếm một người đồng cảm mà đi chung với anh nữa thì rất rất là nhiều, số tiền rất là nhiều đó. Rồi không làm gì hết, với lại cái tiền 20 triệu mỗi tháng cho thuê nhà đó có đủ đi châu Âu không? Dạ thì điều đó đó là em chưa làm chứ còn em làm thì khác nữa. Em làm kiếm tiền mình đi vô tư. Bây giờ đợi làm ra tới kiếm tiền lúc đó bao nhiêu tuổi mới được đi châu Âu anh Dạ không, em làm từng tháng à. Tân? Ồ, anh làm chuyện gì mà lẹ dữ vậy? Cũng có nhiều nghề lắm anh Hoàng à. Anh làm cái chuyện gì mà trong vòng một tháng mà đủ tiền đi châu Âu hai người là cũng tài lắm đó. Cơ khí xe nói chung mình đi qua đó có gia đình thì nó cũng không lấy cái tiền vé đi đâu bao nhiêu đâu anh Hoàng. Không, gia đình có mời anh đi được không? Gia đình có anh trai bên đó mà Mà anh có thể nào mời anh đi được không? dạ cũng được nhưng mà tính em thích mình làm tự túc mình làm ông bất ngờ mình với Anh đi qua bển là ít ra tiền trong ngân hàng của mình cũng phải nhiều lắm đó anh, rồi phải có sổ đỏ sổ hồng gì tùm lum hết, rồi mình hoàn hiểu chút chút vậy đó thì khó lắm chứ không phải dễ đâu anh, rồi phải xin visa nhập đúng cảnh. cái tuổi lớn này thì nó cũng dễ thôi tại Đi vì du lịch thì dễ, có tiền thì mình đi được nhưng mà rất là tốn tiền. tốn nhưng mà cũng đi giống như ngày xưa em yêu nghề em thích đi lái xe gara để nhà ra lính lại đi là vẫn đi Một người mà ước tính mà đi du lịch được bên châu Âu ít ra là mình cũng phải có tiền tỷ yeah. chứ không ít đâu. Hai người đi nữa thì nó rất là khủng khiếp á, mà qua bển chơi cái gì nó cũng mắc mỏ. Ông anh Hoàng ơi,
không không có như vậy đâu. Tại vì anh trai về liên tục với em biết mà. Thôi thôi thì anh có gia đình ở bên đó thì nó cũng dễ hơn ha. Rồi bây giờ là anh chỉ muốn kiếm một cái người thích đi du lịch để đồng hành cùng anh cho nó vui cái tuổi đời còn lại ha. Rồi ngoài vùng miền là anh cũng không có quan trọng luôn đúng không? Em không có quan trọng với mấy Lào, Campuchia cũng được. Rồi rồi chương trình ghi nhận sự chia sẻ trải lòng nãy giờ của anh Tân ha. Cảm ơn anh Tân rất là nhiều vì đã dành thời gian quý báu của mình để anh em mình có cuộc trò chuyện thú vị ngày hôm nay. Cũng không quên cầu chúc cho anh Tân sớm ngày tìm được cái nửa mảnh ghép và thích du lịch đồng hành cùng anh tung tăng đây đó khắp nơi nè, có thể qua châu Âu rồi mình hưởng cái không khí lạnh lẽo của châu Âu để hai người càng thêm gắn kết ở quãng đời còn lại anh Tân ha. Cảm ơn anh Hoàng, và cuối chương trình thì con cũng xin chúc quý ông bà, cô chú và các anh chị được mạnh khỏe, bình an và nồng ấm người bạn và những người thân yêu trong gia đình. Và con cũng xin, trong chương trình con có lỡ lời thì con cũng xin quý ông bà, cô chú và các anh chị hãy hoan hỷ, niệm tình tha thứ để cho con hoàn thiện bản thân con hơn. Và cũng cuối chương trình thì xin chúc Minh Hoàng và gia đình được hạnh phúc và luôn luôn vui vẻ. Và trong cái chương trình này thì em cũng xin chúc quý anh chị cộng đồng mạng mà đã lên kết nối không những chương trình của anh Minh Hoàng mà các cái chương trình khác cũng vậy, mình cũng đã bị đau thương mất mát, thì chúc các quý anh quý chị mau kiếm được một cái người mình thương để có một cái niềm vui cho mình. Và sau cùng chúc các em ở trong chương trình của Minh Hoàng, nếu ai có nhủ lòng thương anh thì anh hứa thì sẽ yêu thương và bảo vệ và đưa em đi các nơi nếu em muốn. Rồi. Thay mặt quý vị khán giả cộng đồng mạng, cảm ơn cái lời chúc và tốt đẹp của anh Tân ha. Trước khi kết thúc video, Minh Hoàng cầu chúc quý vị và các bạn có một ngày thật nhiều sức khỏe, niềm vui và thành công trong cuộc sống. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Chào anh Tân ha. Cảm ơn anh.